Xin chào tất cả các bạn, mình là Hiệu Linh và hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài quyển toán 5 kết nối tri thức với cuộc sống, bài 4 phân số thập phân nha các bạn. Phần khám phá, đây là các phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình. Các phân số này có mẫu số là 10, 100 và 3 phần 10, 8 phần 10, 57 phần 100 là những phân số thập phân nha các bạn. 15 phần 10, 126 phần 10, 351 phần 10, phần 1.000 và 1.537 phần 1.000, vân vân, cũng là những phân số thập phân nha các bạn. Các phân số thập phân có mẫu số là 10, 100 và 1.000 hoặc các số lớn hơn. Bài 1, các phân số nào dưới đây là phân số thập phân? Dựa theo bài lý thuyết ở trên thì các phân số thập phân ở trong này đó chính là phân số 7 phần 10, 63 phần 100, 178 phần 100, 16 phần 1.000, 365 phần 1.000 nha các bạn. Bài 2, tìm phân số thập phân thích hợp. Câu A, chúng ta có một tia số như thế này, chúng ta có 0, 1 phần 10, 2 phần 10, 3 phần 10 và tiếp theo sẽ là 4 phần 10, 5 phần 10, rồi đến 6 phần 10, 7 phần 10, 8 phần 10, rồi 9 phần 10, rồi mới đến 1 nha các bạn. Câu B, chúng ta có 0, 1 phần 10, 2 phần 10, tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có ở trong cái tia khoảng từ 0 đến 1 phần 10, chúng ta sẽ có 0, 1 phần 100, 2 phần 100, 3 phần 100, 4 phần 100, 5 phần 100, 6 phần 100, 7 phần 100 và 8 phần 100. Tiếp theo là 9 phần 100. Cuối cùng sẽ đến 1 phần 10 nha các bạn. Bài 1 của phần luyện tập số. Câu A, chúng ta có 3 phần 5. Khi chúng ta quy đồng để lên mẫu số là 10, ta thấy mẫu số là 10 ở đây và mẫu số của số phân số 3 phần 5 là 5, nên chúng ta sẽ phải nhân với 2 nha các bạn. Ở mẫu nhân với 2 thì ở tử cũng phải nhân với 2 như thế này, và kết quả chúng ta được phân số 6 phần 10 nha các bạn. Tiếp theo, chúng ta sang câu B. Chúng ta có phân số 25 phần 500. Để rút gọn được thành một phân số có mẫu số là 100 thì chúng ta sẽ phải chia mẫu số sẽ phải chia cho 5 nha các bạn. Và mẫu số chia cho 5 thì tử số sẽ cũng phải chia cho 5 nha. Vậy nên chúng ta sẽ được phân số 5 phần 100 nha các bạn. Chúng ta sẽ đến câu C. Chúng ta có phân số 11 phần 25. Và để quy đồng để được phân số có mẫu số là 100 thì chúng ta sẽ phải nhân cái phân số này lên với 4 nha các bạn. Và ở dưới mẫu nhân với 4 thì ở trên tử cũng sẽ phải nhân với 4 nha, nên chúng ta sẽ có phân số 44 phần 100 nha các bạn. Câu D, chúng ta có phân số 82 phần 2.000. Để rút gọn được phân số có mẫu số 1.000 thì chúng ta sẽ phải lấy phân số này chia cho 2 nha các bạn. Và ở dưới mẫu chia cho 2 thì ở trên tử cũng phải chia cho 2 nha, nên chúng ta sẽ được phân số 41 phần 1.000 nha các bạn. Bài 2, viết các phân số sau thành phân số thập phân. Ví dụ như phân số 66 phần 60, khi chúng ta rút gọn sẽ được 11 phần 10 nha. Còn 27 phần 300, khi rút gọn ta sẽ được phân số 9 phần 100. Đây là các phân số thập phân nha các bạn. Câu
Tiếp theo, phân số 3 phần 4. Khi viết các phân số này thành phân số thập phân, ta được phân số 75 phần 100 nhé. Tiếp theo, viết phân số 31 phần 125 thành phân số thập phân, chúng ta sẽ phải nhân với 8 để thành mẫu số, để được mẫu số là 1.000 nha các bạn. Và chúng ta có phân số 248 phần trên 1.000. Rồi, và hôm nay chúng ta đã học xong bài 4 phân số thập phân. Các bạn thông cảm vì bài này nó chỉ là bài đệm nên nó sẽ hơi nhanh một tí nhá. Và xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.